được chào mừng hai cặp đôi đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Xin chào hai cặp đôi trẻ trung. Dạ, trời ơi, dễ thương quá. Bây giờ mời các em hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, xin tự giới thiệu mọi người. Em là Sơ Thô và đây là Linh Cun. Hiện tại thì công việc của em là diễn viên và cũng như là có được chút rapper. Chicken down yeah yeah, chicken down yeah yeah. Mời Linh Cun. Dạ, em chào anh Thịnh, chào chị Dạ. Em là Linh Cun và hiện tại thì em cũng đang là một diễn viên. Thì em thì cũng đam mê âm nhạc. Nhưng mà nghe thôi chứ cũng chưa đến đoạn là chích cái đao yeah yeah được ạ. Mời Đức Hải và anh Phương ạ. Lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Đức Thịnh cũng như chị Lâm Vi Dạ và toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Em là Ngô Đức Hải và em là Chen Anh Phương ạ. Chúng em là cặp đôi Chen Châu ạ. Cái gì? Jenna với cả Joe là tên của bạn ghép lại thành Jenjo. Jenjo. Hiện tại thì em đang là diễn viên và influencer. Em cũng có đam mê ca hát nhưng mà hát sương sương thôi ạ. Bạn thì là diễn viên và mẫu ảnh. Thì hôm nay bọn em rất là vui khi có mặt ở chương trình Tâm Đầu Ý Hợp để chia sẻ về cái mối tình chị ơi anh yêu em hơn một năm nay ạ. Chị em à? Dạ. Chị lớn em nhiêu tuổi? Dạ Phương lớn em 4 tuổi ạ. Tôi đâu có nhiều, vẫn ít hơn Buka với Kim Tuấn Kiệt. Xin lỗi Buka, xin lỗi em. Thế cái điều gì đầu tiên mà bạn ấn tượng ở anh Phương? Gu của em là em các chị. Gu của bạn là thích các chị. Gu giống trên anh Phương ạ. Dạ xinh ạ. Xinh. Còn ngược lại thì Phương thấy ấn tượng điều gì ở Đức Hải? Đẹp trai ạ. Đẹp trai ạ. Rồi đến với nhau đầu tiên là vì nhan sắc trước đúng không? Ngày xưa anh cũng vậy em. Anh với Huy đến nhau vì nhan sắc đầu tiên hết. Là anh ấn tượng nhan sắc chị Thúy rồi. Không, anh lặp lại là cả hai chúng tôi bị ấn tượng về nhan sắc của nhau. Anh có dám gọi chị Thúy, Thúy ơi, ngày xưa em mê anh vì nhan sắc có phải không? Anh dám gọi không? Tôi không dám đó. Gọi đi, gọi đi, gọi đi, gọi đi. Rồi rồi. Dạ alo. Alo. Chị Thúy ơi, em Lâm Vĩ Dạ đây chị Thúy ơi. Dạ chị ơi, em với anh Thịnh đang quay chương trình đó chị. Có một điều em muốn hỏi chị xác minh giúp em là anh Thịnh cứ lên sóng truyền hình nói là chị mê ảnh vì nhan sắc có đúng không ạ? Anh nói là chị hôm nay có trợ lý đi chung không em? Dạ anh, không. Tại tới giờ anh uống thuốc rồi đó em. Tới giờ anh. Dạ em. Dạ. Chị nha. Dạ. Dạ em cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Em chào chị ạ. Tiếng trợ lý trước. Đấy. Anh nghe rõ chưa anh Thịnh? Tôi đã nói tôi không dám gọi rồi. Đó thấy chưa? Chưa. Từ nay về sau Đức Thịnh sẽ không bao giờ dám nói cô Thúy yêu ảnh gì nhan sắc nữa. Quen quen nhau sao vậy? Ủa mắc gì quạo? Không có quạo. Nói sao mà kêu uống thuốc trời. Nói đi, nói không đi. Sao, anh Thịnh ơi, bọn em là theo phe anh. Là không ấn tượng bởi vì nhan sắc. Đâu, ảnh là ấn tượng vì nhan sắc mà. Vậy? Theo phe mà vẫn thấy không ấn tượng về nhân sắc. Tính gỡ gạt, tính gỡ gạt. Rồi hai đứa quen nhau sao? Lúc đầu thì anh Sơn là không phải gu của em. Em nhìn này em ghét liền. Nhìn nó bad boy quá chị ơi. Dạ, nhìn có này là chắc boy không? Thì nhìn lúc đầu thì cũng hơi hơi chắc boy đây nè. Thôi. Bà này thiệt luôn. Trời ơi sao á. Tiếp nào. Sau cái tai nạn khá là nghiêm trọng xảy ra với anh Sơn khi mà anh Sơn đưa em về nhà. Tức nghĩa là khi mà đưa em đưa chị Linh về rồi. Ừ. Xong thì em về thì trong khoảng thời gian em về đó thì em bị tai nạn xong rồi em đi thẳng về nhà thương luôn. À thì bắt đầu từ cái lúc đấy thì mình quan tâm đến bạn này hơn. Mấy cô này họ thử mà không đẹp trai coi. Đúng rồi, như đúng anh rồi. Thôi. Rồi, bây giờ tiếp tục vô chương trình ha. Tâm Đầu Ý Hợp có 3 vòng thi, mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để các cặp đôi đo độ tâm đầu. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số trùng khớp cao hơn sẽ giành chiến thắng. Và ở vòng 1 sẽ là sân chơi dành cho hai chàng trai. Hai cô gái sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai chàng trai đây sẽ trả lời 3 câu hỏi của chương trình. Sau đó thì hai cô gái quay trở lại so sánh đáp án với bạn trai mình. Đáp án trùng khớp mang về 5 điểm. Mời hai cô gái vào trong. Chúng ta hiểu nhau bao điều, xa tay đi qua bao điều. Vậy hãy ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu
nãy thấy hai cô gái vô rồi, người dắt tay đi, người bế ẩm, người bồng rồi ha. Nhìn chướng. Có vẻ như mối quan hệ đang trong giai đoạn màu hồng đúng không? Thật ra thì em với em cũng yêu gian nhau mà. Một xíu để mất công về nhà tới là nhất định thôi. Dạ. Rồi vào câu số 1 nè. Trong 8 tỷ người trên thế giới, điểm nào của người yêu là duy nhất? Ý là nói là người yêu mình á, có cái điểm gì đặc biệt nhất? Khó đụng hàng lắm. Mời Đức Hải. Cái đầu tiên là bạn khen em là mù em bé. Cái đấy cách là bạn khen đó là lời khen là điều đặc biệt. Chỉ có một mình bạn khen cái điều đó. Cái điều đấy là điều em chưa bao giờ nghe từ bất kỳ một ai. Cái thứ hai đấy là về cái sự ghen. Ai cũng sẽ ghen khi yêu thôi, bởi vì yêu mới ghen. Nhưng mà cái cách ghen của Chena là một cái phạm trù gì đó mà em cảm thấy sợ luôn á. Anh thấu hiểu em. Tại vì những người đẹp trai như anh em mình á. Thôi em cười vậy. Em vui thôi. Anh đang chia sẻ với em. Anh mới nói là anh rất là thấu hiểu với em. Tại vì những người đẹp trai như anh em mình cứ... Rồi cuối cùng em chốt là cái gì? Điểm đặc biệt duy nhất mà em cảm nhận được ở Chena đó là người duy nhất khen em có mùi em bé. Rồi, còn Sơn, Soho. Nếu mà nói về ngoại hình đi. Ngoại hình thì em sẽ dễ nhận biết người yêu mình qua dáng đi. Dáng đi? Dạ, nó sẽ một bên Bắc, bên Nam, Bắc, bên Nam, bên Bắc, bên Nam. Tức là hơi sàn đúng không? Hơi sàn. Nhưng mà nó cũng rất là dễ thương. Và cái thứ hai nữa đó chứ là nếu như mà Ngô Đức Hải với lại Jenna thì Jenna sẽ ghen. Còn riêng về Linh Kun, nhà em thì không có một biểu hiện gì ghen. Mà đó là sự im lặng. Im lặng mà mức mình rất là sợ. Đáng sợ. Dạ. Với trẻ mọi người bây giờ hay nói là overthinking á. Một khi là không nói cái gì là bắt đầu suy nghĩ nhiều. Mình suy nghĩ bây giờ mình không biết người yêu mình muốn cái gì. Để mình tìm cách hay mình tìm chủ đề để mình bắt vô mình nói chuyện. Thì mình phải nói ra mới hiểu nhau được, mới chia sẻ được vấn đề. Để cái mối quan hệ nó không bị tan rã. Rồi em chọn một thứ đi. Em sẽ chọn là sự im lặng. Sự im lặng đáng sợ. Đáng sợ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cô ấy làm gì khiến bạn thốt hãy trưởng thành lên? Phương có hay làm những cái hành động trẻ con không? Hay là có những cái suy nghĩ trẻ con khiến em phải nói là người lớn lên chút đi, có không? Vì cái này thì em nghĩ là em bị lừa anh ạ. Bị lừa hả? Em bị lừa bởi vì cái thời điểm mà em biết Chena là hai người vẫn còn là bạn á. Chena là một người em cảm thấy rất là mạnh mẽ và trưởng thành đúng lớn, đắn. Đúng dạ rồi. Đúng rồi. Nhưng khi yêu vào không, em sai rồi. Sai rồi. Em bị lừa rồi. Tức là không ngờ chị mình lại nhõng nhẽo như vậy. Mỗi khi đi nhậu về mà Chena xỉn em xin phép diễn lại về. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm. Nhiều lắm. Đáng yêu ha. Anh Thịnh bữa nào anh về anh làm vậy với chị Thúy anh Thịnh. Đâu anh thử làm cái nét đó em coi đáng yêu không? Thúy ơi, anh em nhiều nhắm. Nhiều nhắm. Cái gì? Sợ hả? Dễ thương mà. Em thấy đáng yêu vô cùng. Đáng yêu. Vâng. Trời ơi, mấy người đẹp trai làm cái gì cũng đáng yêu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà thực sự đáng yêu. Rồi. Giờ em thử chọn lọc ra một cái loại hành động mà cổ hay làm mà rất là trẻ con cần phải thay đổi. Ở bạn cũng tất nhiên cũng sẽ có những điều cần phải sửa đổi và cũng cần phải trưởng thành. Nhất là về cái tư duy về mối quan hệ bạn bè của em. Đôi khi bị ghen thái quá. Nhiều lần em cũng nói đó là nếu như em thay đổi được cái đấy thì anh sẽ nhìn nhận em là người hoàn toàn trưởng thành. Vậy em có chốt đáp án này không? Anh nghĩ là Chena sẽ cần phải có một cái nhìn thoáng hơn về những cái mối quan hệ bạn bè của em. Còn Sơn Soho. Dạ. Em nghĩ là bạn gái mình có cái điều gì chưa trưởng thành? Khi cả hai mà có những cái chuyện gì đó cãi vã nhau, tranh luận với nhau thì em là cái người nói nhiều nhưng mà Linh là ít nói. Xong những lúc đó em sẽ không có dùng cái từ là em phải trưởng thành lên đi. Đại khái là nói là em ít ra cũng phải nói chuyện chứ em cứ im gì hoài sao xử lý được vấn đề. Và lần nào cũng vậy, Linh Cô sẽ có cái văn mẫu như thế này. Đúng rồi, phải tôi, tất cả lại tự tôi hết. Linh Cô chuẩn bị nói cái câu đó là em nhảy ra đúng y chang theo luôn, từ cái tiết cái tấu câu chữ dấu hỏi phải em thả đúng hết rồi tới bây giờ luôn. Và bây giờ thì lại có thêm một cái câu mới. Sao anh cứ nói chuyện giống như mẹ em vậy?
thì cái mà em hy vọng đó là người yêu của mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, ít chịu chia sẻ với em. Dạ. Câu hỏi thứ ba, câu nói nào của người yêu khiến bạn tan chảy? Anh ơi còn tiền xài không? Trời ơi trời trời, xỉu luôn á, xỉu xỉu. Anh bay luôn hả anh Thịnh? Chưa bao giờ nghe. Thì thật ra thì khen để mà tan chảy thì nó sẽ không đến mức tan chảy đâu. Nhưng mà kiểu đàn ông mà được khen cái đó là mình rất là khoái. Vụ gì, vụ gì? Đó, đâu rồi, vụ gì, vụ gì? Xe đồ rồi chứ nghe đâu. Vụ gì? Là cái là bộ ngã với bụng mình. Trời, bữa nay gồ ghề quá vậy ta. Trời ơi gồ ghề. Xong mình cũng thơ tập nhánh mà bá này. Thơ khoái chết. Dạ kiểu vậy đó. Em mà em xoáy sau vô chuyện này nữa là lát anh Thịnh khóc á. Đâu có, anh được dựa hoài. Tôi thấy dựa anh hoài. Ồ, bữa nay êm quá là mở nhiều là không có gồ ghề. Rồi em chốt đáp án là bữa nay gồ ghề quá ta. Em không có được gồ ghề như bên kia, nhưng mà mặc dù em hơi ốm nhưng mà em có cái bụng mỡ. Và mỗi khi mà đi xe máy ngoài đường, Jenna khi mà ôm eo em hay vèo vèo bụng mỡ hay em bé có bụng mỡ nhè, em bé có bụng mỡ nhè. Em nghĩ đấy là một trong những cái mà em cảm thấy tan chảy nhất. Còn cái câu anh dễ thương lắm, anh mập như heo vậy đó. Tan chảy luôn. Cái tình cảm người ta dồn vô cái câu đó nó rất là tan chảy em hiểu. Rồi, chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai chàng trai. Bây giờ thì xin mời hai cô gái quay trở lại sân khấu. Trời ơi, hung hít rồi. Bây giờ các bạn nghe câu hỏi số 1 nha. Câu hỏi như sau: trong 8 tỷ người trên thế giới, điểm nào của bạn là duy nhất? Em khổ quá. Em còn chưa thấy điểm đặc biệt của mình. Anh mình nhắc em tới 10 điểm rồi đó chứ không giỡn đâu. 10 điểm luôn á. Nãy kể em 50 điểm luôn á. Là cái câu chuyện này thì bọn em cũng rất là hay kiểu tâm sự với nhau, là kiểu hỏi là anh tại sao anh lại thích em, tại sao anh thấy ấn tượng với em này kia. Ủa mà ở nhà là mình nói chuyện vậy hả em? Dạ đúng rồi chị. Tại sao anh lại thích em? Liệt kê ra quá nhiều thứ nên bây giờ em đang rất là rối. Còn bên này là đúng trả lời, thích là thích thôi, em đừng có hỏi nữa. Đúng rồi. Đơn giản, đàn ông ta suy nghĩ ngắn gọn xúc tích. Thế rồi kia đi trước đi. Em đoán thôi, nghĩ đó. Thôi ừ. Là biết lắng nghe. Biết lắng nghe. Rồi, mời Sơn Soho so đáp án. Wow, chính xác ạ. À. Chính xác. Lắng nghe cho nên là im lặng để lắng nghe. Phải đâu, hồi nãy nói im lặng đáng sợ. Rất là tiếc, với đáp án này thì các bạn không trùng khớp cho nên là chưa có điểm. Phương, em à, đặc biệt ở điểm gì? Người yêu em thì hay khen em là trưởng thành này, biết lắng nghe này, rồi nữ tính này, đảm đang này. Rồi, chốt đi nào. Ok, em chốt đáp án là đảm đang ạ. Đảm đang. Rồi, mời Đức Hải cho đáp án. Một sự thở dài. Không dám mở luôn. À, một sự thở dài. Em xong với chị rồi. Khen bạn trai có mùi ha. Trên cuộc đời này khen anh có mùi em bé. Đúng, trên 8 tỷ người chỉ có mình em có. Only you. Rất là tiếc, với câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Cho anh hỏi Phương là cặp đôi của mình đã về ra mắt với lại hai bên gia đình chưa? Em đã gặp ba mẹ của Hải. Trước khi bước vào cửa em sẽ con chào cô, con chào chú, để cho các thì cả hai cô chú đều rất là vui vẻ. Hải thì mới gặp được ba của em thôi. Nghe anh được biết ba em là nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Dạ, hôm đầu tiên là đi thấy ba em là cứ dạ bác cơm chưa ạ? Dạ, bác đi kiểu gì đã? Dạ. Cái cảm giác mà khi biết tin bố của Jenna vào thăm hai đứa. Lúc đấy em đang ngoài đường và em có suy nghĩ là hai bây giờ mình không về nhà.
Khúc này em nhận em hơi hèn tí nhưng mà lần đầu tiên gặp người lớn và phụ huynh của người yêu mình, thành ra em bị run ý. Nhưng mà sau này khi gặp lần 2, lần 3 thì em cảm thấy bác cũng rất là thân thiện và tốt bụng với mình. Đúng thì rồi. Em cũng thoải mái hơn và em cũng dần coi như là một người ba của mình vậy. Thế còn bên kia có ra mắt hai bên gia đình chưa? Ra mắt được một bên rồi. Nghe nó hơi long trọng xíu nhưng mà kiểu như đây dắt một người bạn về với quê của em là miền Tây. Khi em tiếp xúc với người miền Tây em thấy như thế nào? Người miền Tây rất là thân thiện ạ. Và đặc biệt là mẹ anh Sơn rất là hiền. Thế nên là em gọi là thu gần lại được cái khoảng cách đấy và em thấy rất là thoải mái. Rồi lắng nghe câu hỏi tiếp theo ha. Bạn làm gì khiến anh ấy thốt hãy trưởng thành lên? Em trưởng thành hơn người yêu em rất là nhiều luôn á. Giờ em hơi lại nha. Khó nghĩ này. Xin phép bên đây được gọi là trả lời trước nha. Ok ok. Mời Linh Cun. Em chưa trưởng thành ở điểm gì? Đó là mỗi lần mà kiểu gọi là có một sự tranh luận gì đấy thì em thường hay là tại tôi, cái gì cũng tại tôi hết. Tại tôi đấy. Thế là anh Sơn cũng có nhiều lần. Thế tự nhiên đang nói chuyện em lại nhận là tại em. Anh chưa nói là lỗi tại ai mà sao em đã nhận là tại em rồi. Thì em nghĩ là bên cạnh những cái đấy xong rồi em lại dỗi ngược lại anh Sơn nữa. Đó thì em nghĩ là mấy cái mà dỗi hờn dỗi vô cớ. Không không, nhưng mà ý là tại sao là em đang hay hờn dỗi thì anh còn muốn em hay hờn dỗi nữa, đâu được. Thay vì hờn dỗi thì bạn trai em cần cái gì? Để em trưởng thành hơn. Cần chia sẻ nhiều hơn. Cần sự chia sẻ nhiều hơn. Chốt ha. Đáp án là chia sẻ phải không? Mời em. Vâng ạ. Khổ quá. Đúng không? Vui lên em. Vui. Đúng rồi đó. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Ê kìa Phương, em thử suy nghĩ kỹ xem. Chuyển sang đây xem. Đấy. Trưởng thành chưa? Tức là không có khuyết điểm hay sao? À, rồi, thế thì em nghĩ lại rồi. Em hay ghen ạ. Hay ghen vì tội bạn trai em add Facebook con gái. Hay ghen với những mối quan hệ xung quanh Hải. Dạ. Rồi, mời Hải sao đáp án. Em không nhớ nữa, em trả lời gì cơ. Nhìn thoáng hơn về bạn bè xung quanh. Chính xác. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúc mừng các bạn mang về cho mình 5 điểm. Rồi, câu hỏi tiếp theo ha. Câu nói nào của bạn khiến anh ấy tan chảy? Tan chảy hả? Tập trung trí nhớ mình suy nghĩ lại đi ha. Khó quá. Đừng ông thôn nhau tiếp nè. Khó đâu, dễ mà, đàn ông rất là dễ đoán. Người yêu em là hay than phiền em một cái là tại vì em là một fan K-pop. Nên là em rất là thích các oppa Hàn Quốc. Và em lại hay cho người yêu em xem: anh ơi, anh này đẹp trai không? Anh ấy, ui, anh này đẹp trai thế, mặc đồ này đẹp thế, tóc này đẹp thế. Thế xong người yêu em bảo: anh thấy em chưa bao giờ khen anh đẹp trai ấy. Thì em nghĩ là khen đẹp trai. Đẹp trai thì nó cũng quá dư thừa với người yêu em. Quá dư thừa, ai cũng có thể khen mình được. Gần đúng rồi đó. Em nghĩ là sáu múi, khen về sáu múi ạ. Nhưng mà cái câu sao? Dạo này bụng gồ ghề quá ta. Gồ ghề. Bụng ạ. Mời Sơn show học sao đáp án. Lúc nào cũng gọi là nói cho vui thôi. Gồ ghề đúng từ luôn đúng không? Đúng từ luôn. Chúc mừng các bạn mang về cho mình 5 điểm. Bên đây có muối không? Dạ không ạ. Chính là khen thì nó cũng nghe nó cũng hơi kỳ nhưng thực sự em rất là thích. Mỗi lần mà bọn em đi xe ngoài đường là em sẽ ôm ôm eo này. Bụng em, đúng không? Dạ đúng rồi, em bóp mỡ bụng rồi em kêu là bụng mỡ này. Bụng mỡ này. Mà nói bằng cái giọng đó luôn hả? Đúng. Rồi bây giờ em thử thêm một cái chữ
bé vô thử coi. Bụng em bé cũng mỡ nhầy. Rồi chốt đáp án không? Dạ em chốt. Rồi mời Hải sao đáp án. Em bé có bụng mỡ nè. Trời ơi, chúc mừng các bạn mang về cho mình 5 điểm. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của cả hai đội ngang bằng nhau là mỗi đội 10 điểm. Và trước khi đến với vòng 2 thì xin mời khán giả Gia Lao trong ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.